Lấy tăm bông như chị.
跟他们。Tắt cái máy đi, nóng quá trời này. Xong đủ rồi. Chào các bạn nha. Nay cuối tuần rủ nhau về quê chơi. Đi vòng quanh vườn phía trước bẻ dừa ăn nè các bạn. Đăng biết leo dừa không? Em leo cục điện được chứ leo dừa hết biết không nè. Leo cục điện mua cục điện đỡ hả? Dừa ăn không? Cây đó dừa ăn không? Có dừa ăn không? Dạ hả? Qua cây khác đi. Những cây nào thấp thấp á dễ bẻ. Những gá kìa. Những gá kìa. Chuối nè. Ở đây có bắp chuối nè. Có bắp chuối nè. Chiều nấu gì đây? Bắp chuối nấu canh chua hả? Hay nấu cháo cũng được. Dúi sữa này chín chưa? Hồi đi kiếm bẻ dúi sữa ăn luôn nè. Đi coi bẻ dừa cái đi, bẻ dừa uống đi. Nắng quá trời nắng.
Đây trưa 1 giờ mấy, 1 giờ mấy, 2 giờ chiều các bạn ơi. Có ai biết lội sông không? Ừ, tắm sông à. Có ai biết bơi không? Thằng Đăng biết không? Em biết. Ừ, hồi tắm sông nè. Trời mát đã lắm à. Đôi Chiến coi cái cây đó bẻ được không? Trời biết vậy, nãy đem kính bơi theo. Kính bơi luôn. Làm như hồ bơi vậy ha. Lội sông như lội hồ vậy. Ê coi chừng có ong nha. Cây đó hình như có ong á. Ê xe cậu. Xem khỉ leo dừa này các bạn. Khỉ K44. Khỉ K44. Ai chụp không? Cái đó vừa ăn đó. Nhờ chụp đó. Nhờ đi chụp cái dừa. Bự á, nắng nước nhiều lắm á. Ủa còn trái đó không, bẻ luôn đi. Bẻ đi, bẻ xuống đi. Trái đó không có nước hay sao? Thấy cũng bự mà. Khoái nhất là cái cảnh về quê các bạn ơi. Không khí rất là mát. Có sông nước rồi nè. Ồ, xuống nước luôn rồi, hồi xuống nước rồi lụm luôn nha. Trái xuống nước rồi các bạn. Hồi lấy cây á. Ê, đây phải chỉ có lưới ha, có lưới văng nha. Văng kiếm cá ăn buổi chiều luôn. Cá nó bự á. Rồi xuống đi, ba trái được rồi. Đang nhét hết ba trái rồi. Nhỏ. Đây, cầm cái đây. Còn trái dưới nước các bạn. Ừ, vô 4 trái rồi. Lấy cây. Lấy cây đi, vô. Có cái thùng nhỏ kìa. Hồi á, hồi ê, hồi 4 thằng bơi qua bên kia xong á. Coi ai bơi tới trước. Cũng đẳng. Xích đẳng á. Sừng này em xuống cái lật liền. Đảm bảo luôn chìm liền. Của mình đâu. Có cái nón bảo hiểm của mình mà. Phải. Không phải sao để đây? Nó chăn dịch đó, nó bỏ đi luôn. Thì giờ là của mình rồi. Người ta tặng mình luôn hả? chăn dịch được tặng chiếc xuồng của em quá rồi. Còn bóng của Thư còn nữa nè. Hôm bữa đang phải chi xuống đây chơi cũng vui rồi, bữa làm sinh nhật cho bé Thư á. Bóng kìa. Khánh rồi nè. Bóng kìa. Ừ, bóng á. Bóng. Thấy không? Xin trước chút á. Các bạn thấy sông mát không? Đó, quay cận cảnh cho các bạn xem luôn nè. Lửa nữa chứ. Cái này kia là cây lộc rừng này. Đó, kia đó. Bán mấy triệu cây đó. Lộc vừng. Lộc vừng á. Gửi cái vô luôn gặp, xịn không gặp. Nó ra bông đẹp lắm á. Ẩm phái.